chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với KTV Channel. Vâng thưa quý vị, Binance Smart Chain hay còn gọi là BEP20 là một danh từ rất phổ biến và thông dụng với nhiều trader. Tuy nhiên, Binance Chain Wallet là một cái ví của sàn Binance. Nó rất chi là tiện ích nhưng lại được ít các trader quan tâm và để ý. Nếu như quý vị hiểu hết về các tính năng, các ưu điểm của cái ví Binance Chain Wallet thì quý vị sẽ thấy nó rất chi là tiện và thông dụng. Thì đây là một cái ví của sàn Binance. Quý vị có thể liên kết cái ví này với lại tài khoản sàn Binance.com của quý vị. Hơn nữa, quý vị có thể chuyển đổi các coin, các token trực tiếp trên cái ví Binance Chain Wallet từ BEP2 sang BEP20 và ngược lại từ BEP20 sang BEP2 trên cái ví này. Thì quý vị có thể thêm cái ví này vào trình duyệt web như Google, Firefox và Braver. Rồi thì ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái ví Binance Chain Wallet cũng như là hướng dẫn quý vị kết nối ví với sàn Binance.com. Thì ở đây tôi đang sử dụng cái trình duyệt là Firefox. Tôi sẽ vào tìm kiếm Binance Chain Wallet. Nếu quý vị sử dụng trình duyệt Chrome này thì quý vị tìm đến cái địa chỉ là chrome.google.com mà bên dưới nó có Binance Chain Wallet. Còn tôi sử dụng cái trình duyệt Firefox Mozilla đó, thì tôi sẽ tìm đến cái địa chỉ là addon.mozilla.org. Rồi tôi sẽ mở cái trình duyệt này đây. Ở đây tôi sẽ thêm vào Firefox này. Quý vị chờ trong giây lát. Rồi, thì quý vị chọn OK này. Quý vị để ý phía bên trên này sẽ có cái biểu tượng của cái ví Binance Chain Wallet. Bây giờ quý vị hãy chọn vào. Ở đây quý vị hãy tạo cho mình một cái ví mới. Thì quý vị chọn vào Credit Wallet. Quý vị có thể tạo bằng cách là sử dụng cái private key hoặc quý vị cũng có thể sử dụng cái T-key bằng cái tài khoản Gmail của quý vị. Trong cái trường hợp mà quý vị làm mất cái SeedPay này thì quý vị có thể tìm lại bằng cách thêm cái địa chỉ Gmail vào. Rồi, ví dụ ở đây tôi sẽ chọn cái private key. Bước đầu tiên là nhập mật khẩu này. Ô bên dưới, quý vị xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị để ý mật khẩu từ 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ viết hoa viết thường và những ký tự đặc biệt. Rồi chọn Continue này. Thì đây là cái private key, cái 12 ký tự. Quý vị hãy lưu 12 cái ký tự này vào. Và quý vị lưu ý này, quý vị tuyệt đối phải giữ bí mật và bảo mật cái ký tự này.
Sau khi copy và lưu trữ lại, quý vị chọn Continue. Quý vị hãy xác nhận cái ký tự mà ở trên này nó có các dãy số đây. Ví dụ ở đây, số 1 này, quý vị hãy xác nhận vào đây. Bên dưới là số 3 này. Bên dưới là số 4 này. Rồi, quý vị nhập chính xác thì quý vị chọn vào Continue. Và quý vị để ý, các dãy thứ tự này có thể nó sẽ khác nhau. Còn ở đây, của tôi nó là 1, 3, 4. Rồi, vậy là một cái ví Binance Chain Wallet đã được tạo thành công và thêm vào trình duyệt. Quý vị để ý đến cái chữ A này. Ở đây quý vị vào cái phần Setting, chọn cái Language và quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt để dễ sử dụng hơn. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để kết nối tài khoản sàn Binance.com của quý vị với cái ví này. Quý vị để ý đến cái ô amount account đây này, nó có cái 3 chấm, quý vị hãy chọn vào. Rồi quý vị chọn vào wallet direct. Đó, thì một trình duyệt web nó sẽ được mở lên. Đây, quý vị hãy chọn vào verify and collect my address. Ok, thì bây giờ quý vị hãy đăng nhập bằng tài khoản của quý vị vào cái tài khoản của sàn Binance.com. Đó, quý vị có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại. Và quý vị xác nhập, xác minh bằng cái 2FA nếu quý vị sử dụng 2FA. Còn quý vị sử dụng email hoặc là điện thoại thì quý vị xác minh bằng email hoặc số điện thoại. Ok, đó là cái tiện ích thứ nhất. Thì nếu quý vị sử dụng cái tiện ích này, mỗi lần quý vị chuyển đổi các coin, các token từ sàn Binance.com sang cái ví này, thì quý vị không phải copy địa chỉ, cũng như không phải quét cái mã QR code. Quý vị chỉ việc thao tác trên ví và xác nhận, thì các coin, các token nó sẽ được chuyển. Cái tiện ích tiếp theo của cái ví này, ở đây quý vị để ý mạng lưới Binance Smart Chain, thì đây là cái mạng lưới BEP20. Quý vị hãy chọn vào. Ở đây họ hỗ trợ 3 mạng lưới, là mạng lưới Binance Chain BEP2 này, Binance Smart Chain là BEP20 và Ethereum. Rồi, thì quý vị có thể chuyển đổi các coin, các token từ cái mạng lưới BEP2 sang BEP20. Và ngược lại, quý vị có thể chuyển đổi từ BEP20 sang BEP2. Ví dụ ở đây, tôi sẽ lấy cái địa chỉ, copy cái địa chỉ từ bên mạng lưới BEP20. Rồi tôi chuyển sang cái địa chỉ BEP2 này. Tôi sẽ vào gửi và tôi dán cái địa chỉ bên BEP20 vào đây. Đó, cái dòng Momo để nguyên. Cái ô này là quý vị có thể nhập cái số lượng mà quý vị muốn chuyển. Tức là tôi đang chuyển từ cái BEP2 sang BEP20. Đó, rồi tôi chọn vào gửi để xác nhận này. Rồi, cái phần tiếp theo là cũng ở cái 3 chấm này. Quý vị có thể staking
các coin, các token từ cái ví này kết nối với lại cái sàn Binance.org. Đó, thì quý vị chọn vào đây rồi chọn stake. Thì một cái trình duyệt sẽ được mở ra, đó là cái địa chỉ của sàn Binance.org. Quý vị có thể kết nối ví với cái sàn này để quý vị gửi stake và nhận lãi. Tất nhiên ở đây nó chỉ có một số các token thông dụng thôi, chứ nó cũng không quá nhiều. Ví dụ như ở đây là cái TVKFT này, stake ở đây đó, APR hiện tại là 16,41% đây này, và bên dưới nó là các token khác đó. Nhưng mà có một điều quý vị lưu ý, trên cái sàn Binance này chủ yếu là các token nó chạy trên cái network BEP2. Rồi, trở lại cái ví. Thì ở đây quý vị cũng có thể kết nối cái ví Binance Chain Wallet này với lại cái ví cứng. Đó, là cái ví Necker. Và còn rất nhiều các tiện ích khác, quý vị có thể tìm hiểu thêm. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.